Một bạn tên là Thanh Lam hỏi em nghiện đọc sách, đọc rất nhiều đến mức không đủ tiền mua sách. Bạn đặt câu hỏi này là bạn đang dừng ở đọc sách, chưa chuyển sang hiểu và hành, chưa đúc kết sách sâu. Nếu đúc kết thật sâu thì không cần đọc quá nhiều sách nha. Không cần quá nhiều. Và thời buổi bây giờ là thời buổi của công nghệ, nếu chúng ta không có tiền đọc sách thì chúng ta lên online, chúng ta nghe YouTube, chúng ta đọc sách online được mà, ai cấm đâu. Rồi chúng ta đến thư viện, chúng ta mượn sách, đến nhà bạn bè mượn sách. Và các bạn có thể đến những cái nhóm tủ sách nhân ái của anh Tuấn đó. Các bạn lên Facebook search tủ sách nhân ái, search ngôi nhà trí tuệ là anh Tuấn, cái nhóm của anh Tuấn, anh cho sách. Các bạn cam kết triển khai cái tủ sách nhân ái đó cho được nhiều người đọc, anh cho cả tủ, cho luôn cả 100 quyển với các bạn, xây dựng văn hóa đọc ở xóm nhà mình luôn. Thế là các bạn cứ thoải mái đọc, đọc xong xin tiếp, anh cho tiếp. Nên không sợ các bạn đọc nha, đọc hết tiền, mà sợ các bạn đọc nổi hay không thôi. Nhưng lưu ý này, đọc mà không đẩy sang hiểu, không đẩy sang hành thì các bạn là thành cái đẩy sách di động, các bạn trở thành cái tủ sách di động thôi nha. Thì rất nguy hiểm đấy, coi chừng mắt kính nó dày thêm, rồi mình trở thành một bụng sách, rồi đi đâu cứ nghĩ là mình hiểu biết là chết đấy. Đấy mới là học thôi, chưa hiểu. Học phải đẩy sang hiểu, hiểu phải đẩy sang hành. Hiểu phải hiểu sâu, hiểu cái cốt lõi, hiểu tư duy nhân quả, hiểu cái phân tích theo chiều sâu, hiểu cái đâu là nguyên nhân cốt lõi của vấn đề và đâu là giải pháp của vấn đề. Rồi từ đó các bạn ứng dụng vào đời sống, chuyển hóa coi cuộc đời sống của mình, cho những bạn bè của mình, cho bà con của mình, cho doanh nghiệp của mình, cho cộng đồng của mình tốt đẹp lên. Thì đấy chính là học hiểu hành theo chiều sâu. Thầy Quân cho em hỏi là có nhiều người là họ bị nghiện tri thức, nghiện đam mê đọc sách, tìm hiểu mọi thứ, giống như là làm sao mà ai hỏi đến điều gì là tôi cũng có thể trả lời được. Nhưng mà em lại phát hiện ra một điều là ở chính những bạn đó lại rất định kiến và thành kiến với những nhiều vấn đề mà nếu bạn ấy đã cho là sai thì nhất quyết sẽ không bao giờ thừa nhận là nó đúng, hay là có thể tự nhìn lại là xem cái hiểu biết của mình có vấn đề hay không. Thì đấy cũng là một cái điều mà gọi là tác dụng phụ của những cái người mà bị cuồng đọc quá mà lại thiếu đi cái sự cởi mở của tiếp nhận tri thức. Thầy có thể chia sẻ thêm một chút về cái thái độ khi chúng ta tiếp nhận tri thức để làm sao chúng ta cởi mở với cuộc sống này hơn, chứ không phải là bó hẹp lại. Giống ví dụ như là bây giờ chưa kịp đọc cuốn sách đấy, có người phủi phát cái cuốn này dở, em đọc làm gì. Thì cái việc mà người ta bị tác động tới nó rất là sâu sắc khi mà định cầm cuốn đấy đọc, hay là trong khi đọc là cái lời tác động người kia nó cứ vẩn vẩn trong đầu. Vậy thì để làm sao cho người ta không chỉ là những người ham đọc sách hay những người ít đọc sách, cái cách mà chúng ta tiếp nhận một nguồn tri thức mới ra sao để chúng ta cởi mở hơn với cuộc sống, đón nhận được nhiều những cái giá trị tốt đẹp của cuộc sống hơn là mình tự bịt mắt mình. Như thầy nói là cái nếu mà chỉ là cái biết thôi đấy thì chúng ta sẽ chỉ là cái tủ sách di động thôi, và cái biết đấy có khi nó là che mờ mắt mình luôn. Vậy thì thầy chỉ cho mọi người về cái cách tư duy tiếp nhận kiến thức khi đọc sách một chút ạ. Khi chúng ta đọc nhiều sách á, thì nó mới dừng lại thông tin thôi, tức là học. Còn thực sự chúng ta hiểu không lại là bài toán khác nha. Và hiểu thì cách chúng ta hiểu có đa chiều không hay là đơn chiều. Đơn chiều là mình mắc kẹt vô thông tin trong cuốn sách. Đa chiều vì có rất nhiều người, người ta nhìn vấn đề đó ở góc độ khác. Nên mình có quan sát đa chiều không? Đọc mới là quan sát thôi. Thì quan sát đa chiều chưa? Nếu không trả lời được câu hỏi đó thì thường là đơn chiều. Mà đã hiểu đơn chiều, học quan sát đơn chiều thì cái hiểu nó đơn chiều. Cái hiểu đơn chiều thì sinh ra định kiến, sinh ra tư duy lối mòn và sinh ra tư duy bị đóng trong một chiếc hộp. Thì lúc này các bạn có đọc nhiều đi chăng nữa nhưng vẫn có xu hướng bị đóng trong một chiếc hộp nha. Thì nó sẽ hơi nguy hiểm, gỡ ra nó hơi mất công. Vì chúng ta bị kẹt vô cái bằng tiến sĩ giấy. Cái bằng là cái đẩy sách biết đi ấy. Đó. Đó, thì cái nó bị kẹt. Nên quan sát phải đa chiều và phân tích phải đủ sâu sắc. Cái phân tích đó sâu sắc nhất chính là nhân cộng duyên thành quả. Thì nó có vô số nhân, vô số duyên thì nó mới trổ ra quả được. Người nào hiểu được cái nguyên tắc nhân duyên quả này thì cái nhìn nhận của chúng ta mới đi về cái cốt lõi. Và mình không còn bị kẹt vào quyển sách A hay quyển sách B nữa. Mình nắm bắt được cái cốt lõi của những quyển sách cùng chủng loại.
nó sẽ trùng những nguyên tắc cốt lõi. Đặc biệt những cái bậc minh sư, các bậc minh triết viết của những cái người thành công lớn, họ có chiều sâu ấy, thì thường là chúng ta kéo nó về lõi, nó trùng nhau hết. Cái vỏ họ viết thì khác nhau, nhưng khi mình phân tích sâu, đi vào nguyên nhân tận cùng của nó, thì cái lõi nó giống nhau. Thì các bạn thấy, ồ, đây cũng là cái công thức ngày xưa Đức Phật dạy thôi, chẳng qua ông này ông viết dưới ngôn ngữ khác thôi. Thì các bạn nắm rất nhanh, không còn bị kẹt vào lý thuyết, không bị kẹt vào câu chữ trong quyển sách nữa, và không thấy các quyển sách nó trái chiều nhau nhiều nữa, vì nó trùng lõi. Chẳng qua nó mọc cành này nó ra màu khác, nó mọc cành kia ra màu khác, nó lên trên ngọn thì nó ra cái màu xanh nhạt, nó ở dưới gốc thì nó ra màu xanh đậm, nó ra cái trái thì nó ra màu vàng, vậy thôi. Còn bản chất nó đều từ gốc rễ nó mọc ra. Thì người nào hiểu được cái điều này là chúc mừng các bạn, gọi là các bạn đi hết được tiến trình quan sát, phân tích và đúc kết theo chiều sâu. Người nào không đi được tiến trình này thì học không thể sâu được. Và khi các bạn đã phân tích, đúc kết được theo chiều sâu rồi thì phải ứng dụng nó trong đời sống để thay đổi ngay đời sống của mình và mọi người xung quanh mình. Chứ không phải đọc sách rồi để nói, không phải đọc sách để rồi huyên thuyên, không phải vậy. Đọc sách để chuyển hóa cuộc đời của mình và chuyển hóa cuộc đời của những người xung quanh, là ứng dụng phải mang tính thực tế. Các bạn đọc kinh Phật mà các bạn không ứng dụng được thì các bạn vẫn đầy tham sân si. Đọc kinh cứ vanh vách ấy, nhưng đụng chuyện nổi điên lên thì hơn gì một người chưa bao giờ đọc rồi lại mắc kẹt vô nghĩ là mình đang học Phật đó. Nên các bạn đọc đúng cái cốt lõi, các bạn rèn luyện cái tâm tham nó giảm đi, sự giận dữ giảm đi, nỗi sợ hãi mất dần đi, sống bình an hạnh phúc, tha thứ nhiều hơn, sáng suốt hơn. Đấy là người biết ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống của mình. Thế Đức Phật đâu có dạy để chúng ta thuộc bài nha. Thì đọc sách cũng thế, sách gì cũng thế thôi nha. Anh Phước ơi, rồi bây giờ là phải mời anh nói một chút rồi. Dạ, thì em thấy là với một cái người mà làm trong nghề sách mà xuất bản đến hàng nghìn đầu sách, phải nói là hữu ích cho xã hội như anh ấy, thì anh nghĩ sao về cái việc mà cái máu hơn thua khi mà người ta khi có được tri thức, có thể từ nhiều nguồn, có thể từ sách, có thể từ Google, có thể từ mọi thứ, nhưng mà người ta dùng tri thức để hơn thua lẫn nhau, cái điều đấy nó gây hại đúng không anh? Thì anh có thể chia sẻ với mọi người một cái tâm lành khi mà chúng ta đọc hay là chúng ta sống, bởi vì như thầy Quân vừa nói là nếu như chúng ta đọc một cuốn sách mà cái tầm mắt của chúng ta bị hạn hẹp lại, vậy thì thà không đọc. Vậy thì làm sao để mà mình đọc cuốn sách xong mình thấy cái tầm mắt mình rộng mở, mình sống với cuộc đời bao dung hơn? Vậy thì nó bắt đầu từ đâu trước? Từ việc đọc hay là từ cái việc mình tự nhận ra là à, mình phải chuyển đổi cái tâm thức của mình để trở thành một cái người hiền hòa trước đã nè, độ lượng này, sau đó từ từ mình vận dụng kiến thức, mình đọc sách rồi mình lan tỏa nó đi. Thì cái này chắc là anh sẽ có kinh nghiệm, mời anh Phước chia sẻ. Cảm ơn câu hỏi thú vị của bạn Nguyễn Hậu. Thực ra là khi mà mỗi một người chúng ta, khi chúng ta đọc sách, chúng ta thường liên quan trực tiếp một ánh xạ tới thực tế, chứ không bao giờ mình đọc xong ta liên quan những gì chúng ta hiểu. Ở đoạn này tôi đã trải qua rồi, ok, như vậy đoạn này là đúng. Đoạn này tôi chưa hề trải qua. Giống như đọc cuốn Muôn Nhân Nhân Sinh chẳng hạn, khi đọc tới một ông Thomas, ông nhớ về tiền kiếp ở Antic hay là Ai Cập, ông là Pharaoh, thì ô, đoạn này có vẻ viết không đúng rồi. Đó, anh có thể quan, tại vì rằng là tôi chưa bây giờ trải qua cái chết cả, tôi không biết là có chết là hết hay là còn không. Thế nên khi mà ta đọc sách, ta hay thường liên tưởng tới các kiến thức chúng ta đã biết, và từ đó đánh giá cuốn sách này đúng hay sai, hay là cuốn sách này có giá trị hay không. Nhưng mà chúng ta nên đọc cuốn sách là đọc có những điều chúng ta chưa hiểu, ta gạch dưới. Tôi thường lấy bút tô màu, tô lại hay gấp lại, ghi lại và đi hỏi những người trải nghiệm hơn về vấn đề đó. Và còn bởi vì hành trình chúng ta học, đọc là một quá trình học, đọc sách là một quá trình học, bởi vì rất nhiều kiến thức chúng ta biết. Hồi xưa tôi đi học đại học thì một người thầy dạy tôi đã nói rằng những gì chúng ta biết chỉ là một xô cát trên một sa mạc cát. Tôi nói trời ơi, học đại học 4 năm vất vả như vậy mà ông thầy ông nói là tôi chỉ biết được đúng cái xô cát thôi, còn những gì tôi biết là cả một sa mạc cát. Tôi rất tự ái bản thân tôi này, học tốn bao nhiêu sức mà lại những điều tôi biết mình chỉ được
Nhưng sau này tôi mới hiểu rằng thầy nói hơi quá. Một số cát là nhiều, chắc một nắm cát thôi. Bởi vì rất nhiều thứ chúng ta chưa hề biết. Và ở trường đại học, chúng ta chỉ học những khái niệm cơ bản, những môn căn bản, ngay cả hóa học, entropy, enthalpy, rồi rất nhiều cái kiến thức khác mà chúng ta không hề bao giờ dùng trong đời. Chỉ có 2-3 năm sau cùng là học chuyên ngành. Ai học về y thì học về y, ai học điện tử thì học điện tử. Thì còn trường đời vô cùng nhiều điều chúng ta chưa biết, chúng ta phải trải nghiệm. Còn nãy anh Hậu nói về cách ứng xử với những cái bên ngoài, thì thực ra bạn nói thôi, thì đây có một cuốn sách rất đặc biệt của tiến sĩ Louis Hay, tức là lần này là cuốn You Can Heal Your Life. Bạn có thể chữa lành trái tim của bạn, cuộc đời bạn, gọi là chữa lành nỗi đau. Đây là cuốn sách mà chúng ta có thể chiêm nghiệm để đọc, để hiểu được khi gặp tổn thương, khi gặp sự bất bình, ai đó chúng ta giải quyết như nào. Còn bản thân tôi trong cuộc sống ấy, thì nó nhất quán với những gì tôi nghĩ. Tôi luôn đấu tranh không bao giờ đấu tranh cái gì cho riêng tôi cả, mà đấu tranh cho cộng đồng. Chúng tôi lên tiếng sách giả hay là vi phạm bản quyền cho cả nước, cho các nhà xuất bản, chứ không phải chỉ riêng cho Chí Việt, Phân Yêu. Tôi lên tiếng về những bất công xã hội thì không hề liên quan tới bản thân tôi. Hay là chúng tôi bỏ tâm huyết 4 năm làm một sách gạc mang và bất tử, mà tới bây giờ vẫn chưa được tay bản, và gần ngày 14 tháng 3 rồi, thì chúng tôi cũng không hề có ai là bà con hay ai là người đột thịt ở gạc ma cả. Nhưng đó là lẽ phải. Chúng ta có thể không nói về, khi anh nói về cái eco, cái bản ngã, chúng ta không có thể, không thể cần nói về bản thân mình, về cái quyền lợi mình. Nhưng với người khác chúng ta nên nói. Bởi vì đến ngày nào đó nhân quả trở lại, khi người khác gặp vấn đề mà ta im lặng, gặp bất công chúng ta gọi là nín thinh, thì sau này chúng ta bị cái gì, người khác cũng không lên tiếng. Thế ra khi mà cuộc đời có nhiều thứ chúng ta cần phải quan tâm hơn là chỉ là những cái gì chúng ta được học ở trường. Thực ra chỉ có một cuốn sách rất hay mà Phân Ưu đã có bản quyền từ năm 2005, đó là cuốn mà anh Đặng Lê Nguyên Vũ, bạn tôi, rất thích, đó là cuốn Think and Grow Rich, Nghĩ Cho Làm Giàu. Cái tự Nghĩ Cho Làm Giàu này là chính anh Đặng Lê Nguyên Vũ anh đặt cho cuốn sách này. Và đây là cuốn sách mà nó cũng sách của thức tỉnh của những người muốn khởi nghiệp. Tư duy như nào bạn sẽ được như vậy. Và đây nghe có vẻ cuốn sách này về kinh tế, nhưng nó không phải kinh tế. Đây là cuốn sách tư duy rất hay. Và Napoleon Hill là một, cuốn sách này là một trong cuốn sách kinh điển của mọi thời đại và rất được nhiều người trên thế giới đọc. Và Phân Yêu có đã từng tái bản này rất nhiều lần. Và gần đây tôi ra một cuốn sách cũng là Think and Grow Rich, nhưng là for women, đó là cách tư duy Nghĩ Cho Làm Giàu dành cho phụ nữ. Cuốn sách này cũng là một cuốn rất đáng để cho các bạn nữ khởi nghiệp, doanh nhân, và cả những người đang sinh viên là nữ, để đọc, để tư duy sống sao cho thành công, sao cho được hạnh phúc. Có một cái cuốn nữa mà các bạn muốn thức tỉnh trước khi mà đọc cái cuốn về sức mạnh của hiện tại, hay là những cuốn khó của Ethic Hone, thì đây là cuốn sách mà bạn phải hiểu về cái tiềm thức của mình. Đây là cuốn sách về sức mạnh của tiềm thức, The Power of Your, tức là bên trong chúng ta, bộ não chúng ta có cái gì, tiềm thức ta có cái gì, thì ta phải hiểu được chúng ta trước khi hiểu thế giới. Khi giáo sư John Vũ nói rằng muốn chuyển đổi mọi thứ trên đời, chúng ta phải chuyển chính mình trước. Thì muốn hiểu chính mình thì tiềm thức nó là một cái quan trọng vô cùng. Tiềm thức là gì? Trước tôi hỏi thì Quân một điều, các bạn có thể, anh có thể diễn đạt chữ tiềm thức này một cách dễ hiểu. Tiềm thức nó là một cái gì ẩn chứa mà trong vô thức chúng ta đã từng có, mà nó liên quan rất nhiều tới tác phẩm muôn kiếp nhân sinh. Tiềm thức là một cái ẩn chứa trong bộ não chúng ta từ khi chúng ta sinh ra đời, chứ không phải là từ khi chúng ta lớn lên. Đây chúng ta nhớ những tiềm thức ở cấp 2, cấp 3, những lời chia tay ngày ra trường, hoặc là những kỷ niệm hồi 5-6 tuổi, đó là tiềm thức hồi nhỏ. Còn có những tiềm thức, tại sao thầy Quân lại có một khuynh hướng, tôi cảm giác thầy Quân giống như một vị thầy đã từng tu luyện đâu rồi, tại vì trong tiềm thức của thầy có một cái gì đó mà tôi cảm nhận được. Hoặc là trước đây tôi cũng có thể liên quan tới cái gì đó về lan tỏa tri thức, hay là một cái gì đó mà đấu tranh cho sự công bằng chẳng hạn. Tôi nghĩ vậy.
bởi vì lúc nào cũng đau đáu về nó. Vì mỗi người là ai thì bạn nên đọc cuốn này, Sức Mạnh Của Tiềm Thức. Đây là một trong những cuốn mà tôi nghĩ rằng là các bạn nên khám phá bản thân trước khi thức tỉnh, nên khám phá mình trước. Đó là cuốn Sức Mạnh Tiềm Thức. Trong cái bộ sách của giáo sư John Nguyên Phong thì có hai cuốn gần đây được xuất bản, đó là cuốn mà thầy Quân nãy giờ chưa nhắc tới, đó là cuốn Đường Mây Trên Cõi Mộng, Trong Cõi Mộng, và cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa. Đây là hai cuốn sau cùng mà giáo sư John Vũ gửi về để chúng tôi xuất bản Việt Nam, đã từng thất truyền rất nhiều năm ở Việt Nam rồi. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.